Ok và hello nha, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thái Ezzy đây. Tiếp tục với series là Party Animal, thú vật đại chiến nha anh em ơi. Rồi và chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Thì hôm nay tôi sẽ chọn con gì đây anh em? Tôi đang suy nghĩ tôi sẽ chọn con gì đây, có nhiều con quá. Con cú mèo này, Harry Potter à? Ô, cú mèo Harry Potter anh em ạ. Được, tôi sẽ chọn cú mèo Harry Potter nhé. Harry Potter. Cú mèo Harry Potter trông đẹp trai đấy nhờ. Có con chó Misa, gấu Misa, con hổ, có mèo mèo Garfield, mèo Robin Hood ạ. Ok đẹp, mình sẽ chọn con cú ấy đã, cú Harry Potter đã. Xong rồi tiếp mình sẽ chọn mèo mèo Robin Hood anh em ạ. Được đấy, nhờ. Yeah. What the hell? Tôi chưa kịp làm gì mà, con nó đã đá mình phát rồi. Vãi đạn luôn. Và tôi chết mẹ luôn anh em ạ. Để tôi đạp nó này. Quá thế nhở. Nó vẫn bám được, tất cả vẫn bám được. Bên mình là thằng nào đây? Mình là con chúng ta sẽ đợi để tí nữa đợi nhá, để đợi để mình đánh con tinh tinh nhá, tại vì quay nó đánh mình em ạ. Thế mới cày. Đợi tinh tinh ha, đợi tinh tinh, đợi tinh tinh, đợi tinh tinh. Đợi tinh tinh em ạ, tôi dồn cái này rồi, tôi dồn cái này rồi, tiếp tôi kiểu gì tôi cũng sẽ đập tinh tinh ha. Vòng quay bắt đầu rồi đấy anh em, chuẩn bị vòng quay bắt đầu ha. Ô không 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 trúng ạ. À. Hai cái đều không trúng. À, rơi 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 rơi. Rơi rồi anh em ạ, bị ngất, bị ngất, bị ngất. Tinh tinh với tôi này. Rơi rơi rơi. Đảm bảo rơi luôn, đúng rồi. Con tinh tinh đấy với con tinh tinh đen anh em là cùng một đội anh em ạ. À. Chúng ta sẽ đập nó con tinh tinh đen ha. Đợi 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 để dành cái này. Để tiễn nó cầm vào cái là mình bắt đầu mình ném. Rồi anh em ạ. Ừ, con kia nó bắn điện anh em. Đang bắn điện. Bám 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 ấy, bám đi, bám đi, bám đi, bám đi, bám đi. Không đủ à? Không biết là con mèo bên mình nó còn có sống được không? Ui, con này thắng anh em ạ. Bà ai đã. Thật sự luôn. Con thỏ với con này. Chiến thắng ạ. Ok. Đúng rồi, phải ôm cái này anh em ơi. Không là chết. Cú Harry Potter của tôi. Quân mình. Tỉnh dậy. Vòng quay đã quay cho anh em. Đi quay anh em ơi. Tôi bất tỉnh rồi. Tôi xong rồi. Quả này xong con cú rồi. Không thể làm gì được anh em ạ. Nó đánh mình bất tỉnh, mình đang ôm cái kia rồi thì nó đánh mình bất tỉnh. Ê. Cái nhỏ. Hai con TT lại thắng rồi này anh em. Thế mới đèn. Vẫn có thể sống được anh em. Thật là bá đạo. Tôi bị đơ anh em, nhưng mà chưa chết.
Mày nhờn này. Từ từ anh em ơi. Ok, tôi ôm rồi cái này rồi anh em ơi. Tôi ôm rồi cái này rồi. Hy vọng không vấn đề gì. Hy vọng là không sao. Đừng có rơi. Ok. Ơi, con cú. Ơi, sợ tôi bị choáng rồi. Ôi chết rồi, tôi lại đánh, tôi lại nhảy mẹ ra ngoài. Nhỏ vãi cứ. Có đánh thật sự anh em ạ. Không hề dễ chơi tí nào. Rơi rồi anh em ơi. Oh my god. Bàn kia rơi rồi anh em ơi. Đừng có rơi ra ngoài. Choáng mẹ mất, rơi kính rồi. Harry Potter tôi rơi kính rồi anh em. Có gì đây? Ôi trời ơi, đấm cho cái đất luôn anh em ơi, cuộc đời. Đúng là cuộc đời. Cuộc đời đấm cho văn ngất miệng luôn. Không có gì để có thể là ấy là được ạ. Buồn thật sự luôn. Đấm cho văn ngất mẹ luôn. Cố lên mèo ơi. Tất cả đặt niềm hy vọng vào em mèo. Không làm được gì thì thôi, phải chịu thôi. Biết làm sao bây giờ. Ôi trời, rơi hết. Hòa. Ôi thua rồi. Con thỏ với con đấy kia thắng luôn anh em. Ê! Kiểu nó người rơi cuối cùng anh em. Thực cuối cùng tôi cũng chẳng có ai có mặt ở trên này lơi anh em. Hài vãi lều. Hài hước ấy. Đúng là đấu trường thú vật người khác. Đánh nhau nó buồn cười anh em. Mắc hài. Chúng ta có cái màn gì đây? Màn này đi. Màn này rất là nhiều người chơi rất thích chơi cái màn nước ở đây. Màn băng này. Màn này thì đánh thế nào để cho nó rơi xuống cái ấy thôi, xuống dưới nước thôi. Đóng băng là chết là được, thế thôi. Đơn giản đúng không? Đơn giản đến đan rổ. Ui rồi ngất luôn. Ném luôn. Ý hay thật. Có kiểu đánh đầu mình thích kiểu sông phi ạ. Sông phi hay phết. Sông phi dễ kiểu vào đầu á. Úi giời, ném. Cho không chơi con cú nữa nha anh em, mà tôi sẽ chơi hổ chuối á. Chơi con mèo này anh em ơi. Mèo xinh vãi. Mèo này là mèo Robin Hood. Robin Hood của chúng ta. Robin Hood. Gãy mông gãy bít. Rồi anh em. Cho phải gãy mông chứ. Mấy con kia nhìn trông không đẹp bằng con mèo mình. Con mèo mình vẫn nhìn trông chất lừ. Are you ready? Cái lồng má mới vô đấm em ơi. Má mày mỏi. Ngất rồi. Úi dồi ôi.
Ui rồi, quả này thôi xong rồi, quả này ngất rồi. Quả này ngất rồi. Quả này chết rồi anh em. Ai da, anh ơi. Vẫn lên được, vẫn lên được, vẫn lên được. Một bé. Một bé xuống 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 xuống. Rồi em bị đóng băng luôn, cái lồng má nó đang nhảy lên luôn á. Slayer. Cái gì vậy? Ai mèo chết rồi kìa. Chết rồi. Ơi, vãi cứt cờ nó ném nó thẳng vào đầu mình em ạ. Thế tôi đã tí rồi thắng được rồi mà cuối cùng nó ném thế thì chịu bỏ. Không biết là con nào ném mình em ạ. Kệ nó. Quá đen luôn, tôi cân cả cả team này luôn cuối cùng là. Vứt cái đồ kia ra. Con này thắng rồi, con cú là thắng anh em ạ. Quá nhỏ. Em giờ mới đủ 2 đồng thôi các bạn. Cầm cái gậy vụt này thích này. Cái gậy vụt thích cực kỳ em. Em quăng chết. Đấm nó đơ luôn. Ô team mình thắng à. Mình là team mình là con cú à anh em. Trời cái lồn gì đây vậy? Ê, lấy cái búa, lấy cái búa. Anh ơi, mèo nào lên kìa. Địt mẹ mày cút. Ui ôi, quả này ngất mẹ rồi, thua rồi. Sao đóng băng mẹ ơi. Cú quân anh mà. Con cú bị ngáo mẹ ơi. Đóng rồi trống đi. Đậu má cái thằng bay xuống đây. Cái thằng bay ra đây với tao. Có vụ mà đụng mới leo lên được cái chân á. Dạ à, rồi, lột cái chết đi tỷ ơi. Quay 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 quay. Đừng cho lên. Nó sắp ngủ rồi đó. Mẹ ơi. Đừng đập tao. Kêu trên. Đủ mà. Ui, quên cha. Tao không thấy xuống. Ừ, ơi, ơi, ơi. Ôi, nó chết đi. Chết mẹ. Đủ mà. Rồi, quay. Mày à mày. Ơi, ơi. Ui, từ xong rồi, rơi vữa ơi. Xong rồi anh em ơi. Nó cầm được cái vũ khí ấy quá. Tiện lợi quá. Mình con cú ông quân mà. Con vịt nó vừa đánh mình thôi anh em. Con vịt với con mèo đen. Ôi con vịt rơi rồi. Mày hết lên. Ai vào đánh tao? Đóng băng là thua rồi. Con mèo. Hay thế nhỉ. Thì ném cũng chẳng tác dụng gì, để hồi thôi anh em. Thằng nào nó chả thắng rồi. Đó, được thằng này nè. Dục mèo xuống trước. Từ đánh đất đúng thôi. Để hai con nó tụng vô đầu em vậy. What the fuck. Ơ đừng đấm. Ăn. Quá để lộn nó tụng em hoài luôn. Ô. What are you doing, bro? China.
đi chợ lông, bố chọn đi chợ lông. Ờ, chưa đi chợ lông. Ngất mẹ luôn, hết thể lực. Đi chợ lông. Đi băng. 别打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 别
你是小白鸭吗？还是这个？中啊，点铺。没啊？干着急。我只能用那个宠物。光复刀，你跟我选一样的黑猩猩就行，这样我感觉。被买啊，喂啊！你稳。vẫn thắng anh em ạ, mày thế, gia tô vẫn thắng. Quả đấy hơi bị xuống, hơi bị ấy. Nó cũng đầu em mà em không thấy anh đâu. Khởi thế được, khởi thế được, khởi thế được, khởi thế được. Ui ui ui. Ba. Lên lên lên. Đấy là giang hồ ta làm gì. Ui, giật điện. Ui. Đủ má mày sao? Hả? Ừ. Con mẹ nó. Mày à, mày bỏ cả hai đang cùng ngáo rồi. Đã đấm bằng lòng đấm. Ngất mẹ rồi. Mày hơn bầu với tài đệ kìa. Mẹ nó, thế mới điên. Nó bắn cái phát cả hai thằng cùng ấy luôn. Quá chịu thật sự luôn anh em. Hy vọng là con cú kia nó có thể giành chiến thắng được. Biết để giành cái này. Cái lầu má để cái giật cái đích tôi. Anh ơi, đủ má nó giật em tới bến luôn anh ơi. Ừ, giục lầu đó được cho tao. Lên đường anh em. Thế nhỉ? Má, nãy giờ không lên luôn. Con cú chết rồi, con cú thua rồi. Cú đóng băng à? Nhảy đông quá. Leo nổ tiếng không lên. Nhảy đông quá tôi không làm gì đấy anh em, bất lực. Có vẫn còn một trận cuối à? Cho đánh con nào đây? Đánh con chó này. Con chó này với con mèo là hai con rất là nguy hiểm. À, đỏ này. Một con. Hai con, hai. Đúng rồi, thắng đi. Con vịt thắng được anh em ạ. Còn hơn là một con team này thắng. Cho ném quả chuẩn đấy. Nó cũng có một trận thôi, con này có một trận thôi. Đỡ lo con kia hai trận lên là mệt đấy. Come on bro. What are you doing? Vô biên à. Tại mấy anh trai cầm chảo cầm đồ thì khoan nhau đi chứ mắc cặt hoài trời. Cơm mì. À đậu má bố mày cầm được cái chảo thì tụi bay tới số. Má rồi, ba thứ mì. Một bé nữa. Vịt. Rồi nhắm đầu tao cỡ. À đừng đập tôi. À đừng có quơ em nữa. Cái mấy nhỏ nữa, cái số mấy nhỏ nữa. Kia nhá.
直接把你直接打进水里面，妈，小龙嘛，等下等下，有个路嘛，哥，哎呀，个老板呢？打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 呢
đúng rồi. Sao kiếm ở big anh em ạ? Yes, win rồi anh em ơi, victory rồi. Trời đánh hay quá. Cho lấy được cái côn nhị khúc là kiểu gì cũng thắng. Thật là bá đạo với côn nhị khúc anh em. Con cạc đâu you biết con cạc. Con mèo. Trời ơi, vô tới đây ông còn đá mình cái nữa chứ. Tôi bị đấm nhiều quá, tôi không thể lên được top. Ok, và xin chào anh em nhé. Game về trận này hay quá. Yeah.